Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta quay lại trở lại với Onibar. Lần này mình chơi ở cái chế độ gọi là chế độ Hikaking. Mình không hiểu cái Hikaking nó là gì nhưng mà mình nhớ rất rõ về Oni 2. Cái chế độ Hikaking là có cái mặt có thằng gì nè. Không biết mình làm đúng không nhưng mà lúc đó mình có vô thử và mình vô bằng cái ghi bằng tiếng Anh đó là Hikakin luôn nhưng mà nó không thành công nên mình nghĩ chắc nó phải ghi tiếng Nhật rồi mình phải lên Google dịch, mình dịch qua tiếng Nhật nè. Giờ mình có cái chữ này copy vô thôi và mình hy vọng nó sẽ thành công. Phải chế độ Hikakin luôn nha. Thường thường là nó nếu mà nó hoạt động thì nó sẽ có một cái gì nó khác khác với cái bản gốc. Rồi. À đây rồi, tên tên này tên là Hiroshi này, được rồi, vậy là nó có thay đổi. Ok, vậy đây là chế độ Hikakin nhé mọi người. Mình không hiểu bọn nó nói gì mà mình chỉ biết là cái thanh niên này Đó. như một con gà. Còn thanh niên này thì chắc cái này là mày đúng là một thằng nhát gan, Hiroshi à. Đừng nói thế chứ Takuro, mọi người đều có một cái hay của nó mà. Mình chỉ dịch đại thôi, thật ra mình dịch không đúng đâu. Mình nghĩ vậy. Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây đi. Tạm biệt mọi người. Ok. Chết tôi rồi. Cái điều khiển mình lại có vấn đề rồi. Trời ơi, chết 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 rồi các bạn ơi, điều khiển mình có vấn đề rồi, chết rồi. Thôi mình di chuyển bằng chuột vậy. Chỗ này hơi hỏng rồi. Rồi mình lên đây coi. Hello. Có cái gì đó. Nó đang đến tới kìa. Xin chào tụi bay. Tao là... Xin chào tụi... À, chết mẹ căng chúng rồi. Thịt mày tao là... Vì cứ kinh đi. Và tao sẽ ăn thịt tụi bay. Thịt tụi bay chắc là giòn lắm nha. Bà ơi. Mình tính lên đây. Cắt cái xi, mày chạy đâu vậy? Mình không biết tụi nó nói gì hết á. Ước gì mình biết tiếng Nhật nè. Tao sẽ đứng thì tụi mày. Ôi địt mẹ. Ôi chết mẹ tôi rồi. Ôi chạy đi Hiroshi ơi, chạy đi. À nó có gì theo kìa. Bên này. À sao lag vậy? Mình chết bởi vì lag. Wow. Wow, giờ mình phải chơi lại từ đầu luôn. Tuyệt vời, mình không save game, mình không lưu game. Chơi ngu rồi, cái tội không lưu game. Mình không biết là sẽ có cảnh lục đủ gì đó chứ. Mình đâu biết là sẽ có cảnh lục đủ gì đó đâu. Trời, giờ phải nhìn lại mấy cái đống này hả? Có lúc nào... Không. Rồi, tao biết tụi mày nói gì. Rồi. Mà đứng máy rồi đó. Đứng rồi đó. Mình không nghĩ sao đứng luôn á. Rồi. Ok, mình lại quay lại đây. Mà trước khi đó mình trước khi lên đó mình coi thử mấy cái này cái gì vậy? Mình không điều khiển được cái bàn phím nè. Mà thật đó. Nhìn chỉ có chơi chuột thôi. Rồi, có anh Hikakin ở đây mình biết rồi. Ok. Ok. Sao cũng được. Và hả, biết bao nhiêu người trên đây vì anh ấy chỉ dí mỗi mình. Cả chục người cho nên anh chỉ dí một mình. Anh hay lắm. Xuống. Bởi vậy mình nói mình ghét chơi chuột á. Mà cái bạn mà cái điều khiển mình nó bị sao rồi đấy. Nạn vậy chứ. Giờ mới bắt đầu quay video mà lỗi tè le thế này. Bạn bạn mày chạy hết rồi mà thanh thanh niên Takeshi vẫn còn được đây cơ mà. Nhớ xuống thử chỗ này. Mày trời ơi. Mày vừa hại chết xém hại chết tao đấy Takeshi. Alo Hiroshi. Xuống. Có ăn cứt rồi. Quá. Mình thề luôn á. Trời ơi cái con chuột.
cái bàn phím mình tức. Wow, really? Anh không xuống tới cho em luôn được luôn hả? Anh đần tới mức này vậy anh? Em đứng ngay đây nè. Ê, đứng ngay đây nè. Chắc mình phải sửa lại cái bàn phím thôi các bạn à. Cái chỉ kiểu này mình chơi không được. Bàn phím mình nó thế này nè. Nè, mình nhấn đâu được đâu. Tự nhiên nó chui vô. Thôi, chết, chết đi nhá. Ok. Wow, hey. Ui trời ơi, mẹ ơi, anh lắm mà. Bạn mặc anh đó mà nhảy vô mặt mình chắc mình sợ đến người luôn nha. Các bạn chờ mình chút nha. Mình sẽ reset lại cái này rồi coi lại như thế nào coi. Wow, các bạn coi nè. Ngay khi mình vừa khởi động lại game coi nè. Sao có mỗi lần mình quay video là có vấn đề nha. Đây, các bạn tiếp tục nhìn đây. Đấy, Aoni 3 của các bạn đấy. Nó hành hạ mình. Đấy, lại bị crash game lần thứ tư rồi đấy. Đấy, crash game rồi đấy. Đó, crash game. Crash game lần thứ tư. Wow. Đỉnh nè. Game đỉnh vãi nha. Crash game lần thứ tư. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Hy vọng là không bị crash nữa nha. Mình đây chắc là đây lần thứ 1 tỷ rồi. Ok. Mình đã quay lại. Cái điều khiển mình không giở chứng nữa rồi, được rồi. Có vẻ như lần này sẽ ổn thôi. À, được rồi, chúng ta như biết chúng ta mình chán lắm rồi, mình muốn nghỉ game rồi đó. Xàm được. Ok ok, xàm được. Giờ mình chỉ có mỗi chỗ dưới đó là trốn được thôi chứ đâu còn chỗ nào đâu. Ê, ok, không cần nữa, tuyệt vời. Ok. Để coi luôn. Có cái lỗi gì đây nhỉ? Cái lỗi gì á? Ok, chọc cho nó vô. Bạn thấy cái lỗ này, bạn cứ chọc nó vô. Rồi mình được cái chìa khóa. Ok. Rồi từ từ, nên lưu tại đây. Ngay tại đây luôn. Mình không muốn mạo hiểm nữa. Khó khăn lắm mới chơi được game ấy. Crack một cái là mình cay lắm rồi. Crack lần 2, lần 3 nữa, cay vãi. Rồi đây có cái ổ khóa với cái hộp à. Cái hộp này có gì này? Mở được hả? Chạy chắc mình phải đút cái lỗ này. Có số 6 hả? À, chắc cái đó chưa cần hả? Đây là gì đây? Không biết. Cái gì đấy? Không biết. Cái gì đấy? Không biết luôn. Ok. Thuyền gì mà không có ai vậy trời. Thuyền này chỉ có một mình đi à. Mình giàu thế. Wow. Nhìn như cái đóng... đóng gọi là đóng thải ấy. Đóng thải ra xong rồi chét nó rồi. Ok. Cái gì đây, một cái bút chì. Ok, anh hai anh thì gì anh gì quên rồi. Hika King. Anh này chắc là YouTuber hả? Nhìn mặt này, ngố tàu lắm nha. Mình làm được cái gì vậy? Chìa khóa hả ta? Ủa anh ấy vẫn dí kìa. Chết tôi rồi. Sao mà chạy kịp? Dưới đó chạy không giờ kịp luôn á. Chắc là phải kiếm đường khác thôi. Đường đó nguy hiểm quá. Chạy không giờ kịp luôn. Chạy hết tốc lực rồi đó. Rồi, hello anh. Trời ơi, cái bờ móng đẹp vai. Ok. Vô. Ok. Wow, sự im. Đang thắc mắc im lặng vậy. Có cái gì trắng ở đây nè. Lên thôi. Một cái vũ hả? Mình nghĩ vậy. Giờ phải lưu liên tục, có vẻ như cái chế độ này khó hơn mấy chế độ kia nha. Không biết có anh da xanh nào trồi ra không nha. À, không nhớ nữa. Mình chọn nó bằng cái gì đâu nha. Chọn nó bằng cái vũ. Chọn nó bằng bút chì. Ok. Oh shit. Oh, chào anh. May quá. May mình gần đây. Anh không bao giờ giết được em đâu. Oh.
nghe như anh đi 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 tại chỗ xong rồi anh ra bước ra ngoài như không có chuyện xảy ra vậy. Đấy, có một lỗ rồi, không biết trong đó có gì không nhỉ? Một chai nước, ok. Cảm ơn anh Hikakin. Giờ gọi là anh Hikakin thôi chứ. Rồi, mình có chai nước. Chai nước mà có nước không? À, cái này chai không, không có nước. Rồi, mình có cây bút chì. Mình có cái đồ... cái dùi hả? Không biết nữa. Xuống đây được không nhỉ? Ok, mình xuống đó cũng được. Trên đây là... đường lên thuyền hả? Ấy thì đây là cái gì đó. Mình dùng cái dùi hả? Dùng cái dùi ở đây được không nhỉ? Ok, và mình được cục pin. Ok, ok. Mình không lên được các mái. À, mình không lên được tầng trên nữa. Ok. Mấy đứa bạn mình đâu hết rồi nhỉ? Tụi nó chạy đâu mình kiếm không ra luôn á. Và luôn luôn trong phim kinh dị và game kinh dị các bạn thấy rồi đấy. Cứ tách nhau ra là chúng ta sẽ ổn thôi. À, trên này mình chưa lên, mình chưa lên đây. Ok. Ôi địt mẹ. Trời, làm đó rồi. Wow, Takuro mày làm gì hôm nay vậy? Rồi mình lại bị dí rồi. Sao mình lúc nào cũng là cái miếng thịt bị dí của tụi nó vậy? Tụi mày dắt đến chỗ ta xong rồi tao bị anh Hikakin dí thế này. Ôi anh ơi, thầy em anh ơi, dí em dài vãi. Trời ơi, vẫn còn dí, thôi vô đây luôn. Ồ, chào anh. Em ở trong đây nè, em ở trong đây nè anh. Anh ơi, anh ơi. Ồ, anh ấy không biết mình ở trong đây. Ồ, anh đi luôn rồi, buồn vãi. Tú vào chai được không nhỉ? Cho nước vào. Và mình được một chai nước. Ok. Easy. Cái lỗ này. Lỗ này chắc mình chọc ổ cái bút chì vô hả? Đâu nhỉ? À đúng rồi. Thế nó có cái gì không? Hộp trắng này hả? Đây là hộp trắng này liên quan. Ồ, hai anh hề. Wow. Mình có mặt nạ hề là cái gì vậy? Dùng được không? Cái gì vậy? Nói gì vậy? Mình không biết. Mình nhận cái gì hả? Tóc, miệng, mũi. Ồ, mình được cái nút. Cái nút này hả? Phải cái nút này không? Ok, mình gắn nó rồi, giờ sao? Bấm đi. Chắc là do liên quan đến đây hả? À, chắc cái bấm này cầm cái sắt. À, cái bình ắc quy hả ta? Nó dùng bình ắc quy hả? Cầm nha. Được rồi, mình làm được cái gì rồi kìa? Dùng bình ắc quy hả? Là mở cái được cái bên này hả ta? Ok. Cũng đơn giản nha, không nổi khó lắm, chỉ có mỗi anh Hikakin ảnh dí mình hơi dai chứ. Cũng khó lắm, được. À, chai nước. Mình biết rồi, mình phải đến cái phòng mà có cái chất nhầy nhầy á. Cái bãi biển mà có chất nhầy nhầy ở đây nè. Đổ nước lên đúng không nhỉ? Mình nhớ có cái kia, đổ nước lên. Hứ. Ok, trời mò vậy. Đáng mò hả? Một nè. Cái gọi là gì nhỉ? Là... gợi ý không nhỉ? Không biết có gợi ý cho mình không nhỉ? À đây rồi! Một nè! Cái này máy. Này hình như không có số. Làm em vá cái loàn luôn. Em giật mà em bắn ra khỏi xém ra khỏi ghế luôn. Cái mông em sẽ nhích ra khỏi ghế luôn á. Ok. Đầu tiên mình biết cái này là số 1 nè, là cái màu đỏ trước nè. Mình nghĩ vậy. Này là số mấy mình không biết. Yeah. Ở đây có chữ start. Bắt đầu từ đây hả? Bên này mình kiếm cái chỗ này mà có một xanh lá cây với cái màu đỏ hả? Màu đỏ trước. Xong rồi đến màu đỏ. Mình không biết nữa, mình đang nhấn cái gì mình không biết.
Ok, mình dạy được rồi. Ok, mình được cái chìa khóa. Rồi mình ghép lại hả? Ghép hai mảnh lại. Yeah, mình được cái chìa khóa rồi. Mình đi đâu đó, xuống đây này. Rồi, từ từ. Lưu game chữ đó. Wow, mình nhấn lùi lùi cũng dính rồi. Ok, may quá, may mà cái đó dễ. Khó nữa là mình chết rồi. Đó boss à. Takuro Mika luôn. Còn Takeshi đâu? Ôi cái gì vậy? Đó boss rồi. Chào anh. Rồi mình biết làm gì nữa. Chắc cái này cũng dễ hơn nên chắc mình sẽ cắt. Cắt lại này đi. Bởi đó boss này nhìn có vẻ dễ. Anh này nhìn mặt đần đần tí được cái bờ mông của anh đẹp vãi luôn á. Bờ mông của anh là mát đẹp luôn. Em không có cái bờ mông như anh. Mặt anh cũng đẹp trai. À, cái mông anh đẹp thật rồi. Thật. Ok, mình ra đây rồi. Vẫn còn nhạc à. Ok. Chào anh. Ta bắt được tụi bay rồi. Ta sẽ chi chút tụi bay. Đừng gần lại em. Gì đó, cái gì đó mình không biết. Đừng gần lại em. Takeshi, bình tĩnh lại. Mày tránh ra. Takeshi, wow. Chúng mày đẩy được luôn. Takeshi. Wow, chú mẹ anh hùng phải. Chắc anh thanh niên nãy giờ chết rồi. Wow, Takeshi. Rồi, từ từ. Được rồi. Wow, đó là cái kênh. Wow, một chàng vỗ tay cho Takeshi nào. Wow, anh đẩy nguyên cái con quái vật xanh nó xuống biển luôn. Wow, Takeshi. Chú em không còn vô dụng nữa rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Wow, Takeshi. Được rồi, đó là chế độ Hikakin. Dạ, phần giải đố cũng dễ và đơn giản, cũng dễ hiểu. Rồi, cảm ơn các bạn. Mình sẽ tạm dừng video đây. Tiếp theo, video tiếp theo mình sẽ chơi thanh niên tóc xanh lá cây này. Và mình không hiểu, mình không biết anh đó tên gì. Và chắc mình sẽ chơi luôn 4 cái này luôn. Đến xuống. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Phúc Béo. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.